Chị Đại Truyền Trường phần 1. Thưa tiểu thư Suka, xe đang chờ cô bên ngoài rồi ạ. Không, hôm nay tôi sẽ đi bộ tới trường. Mọi người nhà làm việc đi. Thật vậy sao tiểu thư? Thật. Hôm nay là ngày đầu tiên học cấp 3. Ta đây sẽ ngoan hiền, không đánh đấm bắt nạt ai như ở cấp 2 nữa. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới. Mình là Shizuka, mong mọi người giúp đỡ. Dưới kia còn chỗ trống, em xuống đó ngồi đi. Dạ thưa thầy. Xin chào Shizuka, mình tên là Nakano, còn mình tên là Shizuki. Chúng mình chơi chung nha. Ok hai bạn, mình là Shizuka, rất vui vì được làm quen. Ê con nhỏ kia, mau đưa tao ít tiền. Đưa tao thêm ít đồ ăn nữa. Ủa, nhỏ bạn kia bị bắt nạt, sao không ai báo cáo với thầy giáo vậy? Thôi, bọn nó ghê lắm, báo thầy rồi nó kiếm mình trả thù đó. Tốt nhất là mình xem như không thấy đi. Này, dừng lại chưa? Sao lại bắt nạt bạn cùng lớp như vậy hả? Hừ, con nhỏ này gan ha. Bọn này thích vậy đó, có ngon thì theo bọn tao. Mọi người bình tĩnh nào, đừng nên manh động. Đừng động tay động chân gì hết. Hay là tớ mời các bạn ngồi xuống uống nước rồi bỏ qua nha. Này, câm ngay, dám can thiệp vào chuyện của bọn tao à? Chọc bọn này thì mày chỉ có chết chắc. Anh em, nhào vô cho nó một trận. Dừng đi nha, tôi không muốn đánh nhau đâu. Bố cáu rồi nha. Đau quá. Tớ biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho tớ đi, tớ sẽ không dám bắt nạt bạn trong lớp nữa đâu. Cậu hứa rồi đó nha. Eo ơi, nhỏ Shizuka nhìn vậy chứ không phải vậy nha. Nó mới chuyển tới mà nó ghê quá đi. Đừng có chơi với nó, có ngày nó đánh cả mình á. Ủa, sao ai cũng sợ mình hết vậy kìa. Shizuka à, nếu không chơi tớ thì làm bạn với tớ nha. Tên tớ là Chaiko. Ok con dê, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nha Chaiko. Vậy là phần 1 đã kết thúc. Tuy là ngày đầu tiên đi học, nhưng Shizuka đã gặp phải không ít một số vấn đề. Tuy nhiên, cô ấy lại có thêm một người bạn mới, đó là Chaiko. Vậy tập tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem phần 2 nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.